Sau một thời gian theo dõi, mới đây Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Cục A05, Bộ Công an đã kiểm tra bắt giữ kho hàng lậu hơn 10.000 m2 tại thành phố Lào Cai. Theo cơ quan chức năng, kho hàng có địa chỉ tại 145 Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai khi bị kiểm tra bắt giữ có chứa các mặt hàng là giày dép, kính mắt, đồng hồ, hàng tiêu dùng mỹ phẩm nhập lậu hoặc có dấu hiệu giả mạo các nhãn hàng nổi tiếng thế giới như LV, Gucci, Chanel, Adidas. Các đối tượng bán hàng sử dụng công nghệ thông tin bằng hình thức livestream. Sau khi chốt các đơn hàng của khách hàng trên Facebook, thì hàng hóa được đóng gói cẩn thận để gửi đi khắp cả nước thông qua các hãng chuyển phát. Việc đầu tư các trang thiết bị livestream cũng rất rẻ tiền và thô sơ, nhưng được thúc đẩy bởi các nền tảng mạng xã hội của thế giới, nên mang lại hiệu quả chốt đơn hàng rất cao. Tổng cục Quản lý Thị trường đánh giá đây là hoạt động có đường dây, ổ nhóm, được bố trí chuyên nghiệp, tổ chức thành các nhóm chuyên môn hóa từng khâu, phân công giữa các thành viên phối hợp nhịp nhàng. Hoạt động kinh doanh này chỉ có thể triển khai được nhờ lợi dụng triệt để việc bán hàng trên các nền tảng Internet bao gồm cả bán buôn và bán lẻ. Đây là chiến công ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của gần 100 cảnh sát cơ động và lực lượng quản lý thị trường trong việc đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ngày càng tinh vi, phức tạp trên nền tảng công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Hiện toàn bộ kho hàng đã bị thu giữ và kiểm đếm, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo để xử lý nhóm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.